Màu rất là đẹp luôn này các em, màu tím nha. Còn của chị là màu vàng. Ngọt ơi là ngọt luôn. Ngọt không em? Xin chào các bạn đến với kênh Hà Sam. Xin chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay chị và anh Gấu Đỏ sẽ ngồi ở đây và thực hiện một thử thách. Đó là thử thách làm kem với tất cả các loại hoa quả ở đây. Các em ơi, ở đây nha, anh chị đã chuẩn bị rất là nhiều các loại hoa quả khác nhau. Từ loại quả rất là ngon, rất là thơm, rất là hấp dẫn. Ví dụ như là xoài hoặc thanh long. Thì có những các loại quả cũng rất là kinh dị. Như là quả ớt chẳng hạn này. Đây là củ hành tây, chanh này, rất là chua. Cà chua nữa. Có ai đã từng ăn kem cà chua chưa? Quả này cũng chua này. Các em biết là quả gì không? Đây là quả chanh leo. Bây giờ anh với chị Hà Sam sẽ bắt đầu và làm thử thách các em nhá. Ở đây thì anh chị đã chuẩn bị những khuôn kem có sẵn sữa ở bên trong rồi. Về tiếp theo của anh chị sẽ là quản tù tì, xem ai là người bắt đầu thử thách trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đáng rồi. Wow. Anh sẽ chọn thanh long đi. Thanh long màu rất là đẹp luôn. Màu rất là hấp dẫn này. Ôi, sữa đổi màu luôn này. Chắc chắn sẽ rất là ngon đây. Tiếp theo thì sẽ đến chị Hà Sam. Và lần này chị cũng sẽ chọn một món rất là ngon mới được. Đó là kem xoài. Chị rất thích xoài. Mùi thơm dã man luôn. Đúng rồi, xoài này rất là ngọt luôn. Anh ngửi cho em. Ngửi đã muốn ăn rồi các em ạ. Bây giờ chị sẽ để vào đây. Các em ở nhà đã từng được ăn kem xoài chưa? Chắc chắn là rất nhiều bạn được ăn kem xoài rồi đúng không? Rất là ngon đây. Ui. Ôi, chặt quá rồi, như không nhét được nữa rồi. Ăn tham quá rồi mà. Chị vẫn phải cố mà nhét vào. Que kem của em đã đầy đâu. Anh sẽ chọn quả gì đây? Chắc chắn là anh Gấu Đỏ sẽ chọn quả ngon rồi. Chị biết thừa. Anh sẽ chọn quả dưa hấu. Kem dưa hấu. Kem dưa hấu cũng ngon đấy. Mới lại em bảo này, dưa hấu này cũng ngọt đấy nhỉ. Nhưng mỗi tội là có hột thôi. Anh phải bỏ hột đi đấy. Ôi, cái que kem thanh long này bây giờ nó ra màu tím đẹp nhờ. Nó trộn màu lên đấy. Và các em ơi, luật chơi của anh chị là chỉ được chọn những quả chưa từng chọn thôi nhá. Còn những quả chọn rồi không được chọn nữa đâu. Quả ớt này, quả ớt này ngọt lắm. Thế thì quả ớt anh đi mà chọn đi, em sẽ chọn quả liệu. Cà chua. Để cho tất cả của mình có vị đỏ, vị tím luôn. Cho thêm quả cà chua nữa. Bây giờ còn quả chanh, quả ớt, quả chanh leo, với lại củ hành tây. Quả tây. Không đời nào là củ hành tây. Và cũng không đời nào quả ớt. Tại vì chị không ăn được cay. Đây là anh mua ớt ngọt, không phải ớt cay đâu. Đây là quả ớt ngọt á, phải không? Thật. Quả ớt ngọt à. Đúng rồi nhở. Tại vì quả ớt mà nó cay ấy, nó phải bé tí đúng tí rồi, mà. Quả ớt bé tí tí, quả ớt to này là quả ớt ngọt đấy. Quả ớt chuông nó to ấy, nó cũng không bị cay mà. Thôi được, em sẽ lấy quả này. Chị sẽ lấy quả này nhé, một quả ớt ngọt. Chị sẽ chỉ lấy một quả thôi, tại vì một quả này rất là to. Anh sẽ chọn một quả chanh. Ôi, quả chanh. Ôi, kem mà làm từ chanh nhá. Chưa từng ăn bao giờ. Thế em đã uống nước chanh pha đường chưa? Chanh pha đường thì nó ngọt đấy, nhưng mà kem chanh thì chị chưa từng nghe nói, chưa từng ăn luôn. Anh nghĩ rất là ngon đấy. Em thấy nha, chanh nhá là nó rất là mát rồi này. Mà mình cho vào kem ấy chắc là kem mát lạnh luôn. Mát lạnh hơn. Bây giờ em chọn que màu gì ấy, quả gì ấy. Bây giờ còn quả... Ô, thế là còn mới hai cái này thôi à? Đúng rồi. Thế thì em chắc chắn là em sẽ chọn quả chanh leo rồi. Bởi vì nãy chị cũng định chọn quả chanh leo mà. Mỗi tội quả chanh leo nó hơi chua thôi. Còn mỗi củ hành tây thôi. Có cái gì đâu mà chọn đúng không? Thế là còn mỗi củ hành tây thôi các em ạ. Thế là anh Gấu Đỏ sẽ có một que kem hành tây. Thế là anh sẽ bị ăn hành. Anh Gấu Đỏ, anh thế nào mà anh phải khóc? Chẳng nhẽ chọn hành tây anh buồn đến thế cơ à? Hay là em thì anh làm một que kem thập cẩm đi. Làm chung tất cả một các que kem tất cả các loại thứ luôn cho vào đúng đấy. Rồi được. Bây giờ anh với chị sẽ cùng để vào tủ đông các que kem này và sau đó sẽ cùng nhau thưởng thức. Các em ơi, vậy là sau một giấc ngủ dài thì kem của anh Gấu Đỏ và chị Hà Sam đã đông rồi đấy. Bây giờ sẽ là đến phần hay nhất, gay cấn nhất, đó là phần thưởng thức.
Ồ, các em ơi, nhìn hấp dẫn không? Bây giờ anh với chị Hà Sam sẽ thưởng thức từng que một nhá. Không biết là kem tự làm của anh với của em thì kem nào ngon hơn nhỉ? Anh nghĩ là kem của anh ngon hơn rồi. Em tất nhiên là em nghĩ kem của em ngon hơn rồi chứ. Bây giờ em sẽ thử que kem xoài đầu tiên. Anh sẽ thử que kem thanh long. Màu rất là đẹp luôn này các em, màu tím nhá. Còn của chị là màu vàng. Sau khi để qua tủ đá hình như là tím hơn rất nhiều này em này. Thơm nhỉ? Ừ. Mềm ơi là mềm và ngọt ơi là ngọt nữa. Anh cảm nhận được mùi sữa này hòa quyện với mùi thanh long, ăn rất là ngon. Mát lạnh luôn anh nhỉ. Anh ơi, thế này nhá, mùa hè nhá, mình mà đi học về mình có que kem ăn này rất là mát luôn này. Không ngờ kem hoa quả nó lại ngon như thế em ạ. Cho em thử một miếng kem thanh long được không? Kem xoài, hình cả miếng xoài ở giữa luôn. Ngon thế. Kem thanh long của anh ngọt nhờ. Anh nhớ không nhầm làm quay kem xoài này em cho rất là nhiều xoài luôn. Đúng không? Rồi. Nguyên xoài là xoài thế đấy. Tiếp đến anh sẽ ăn một cái kem chanh. Ôi em cũng chọn một que kem chanh đây này. Ui thơm lừng luôn anh ơi. Anh ngửi cho em quay xem kem chanh leo của em thơm nhở. Que của anh chả thơm như thế. Chua quá. Que của anh chua dã man luôn. Của em chắc là còn đỡ chua hơn của anh ấy. Que của em chua lắm. Nhưng mà chanh leo thì nó cũng hơi hơi chua chua. Nhưng nó vẫn còn một ít ngọt nên là vẫn ngon. Kem chanh không ngon tí nào luôn các em ạ. Anh cho nguyên một quả còn gì nữa. Của em đây nhá, cũng cho một nguyên một quả chanh. Nhưng mà ít ra ăn ấy, ăn lâu lâu thì cũng thấy được. Nhưng mà ăn vào cái chỗ mà nguyên hộp chanh rồi chua lắm. Của anh đây vừa chua vừa có vị ngăm ngăm đắng ấy các em ạ. Đây là que kem dưa hấu này các em ơi. Nhìn rất là ngon luôn. Còn chị sẽ làm một que kem ớt. Nhưng mà ớt của chị anh Tố Đỏ bảo là đây là ớt ngọt nên là chị không sợ. Ớt ngọt đấy ngon lắm em ạ. Ngọt ơi là ngọt luôn. Ngọt không em? Thôi chết rồi, hình như là bà bán hàng bà ấy bán nhầm ớt cay cho anh ấy. Anh rõ ràng anh bảo mua ớt ngọt mà sao lại là ớt cay nhỉ? Ớt ngọt anh đi mà ăn đây này. Trời ơi cay ôi là cay luôn ấy. Ui các em ơi chị bị lừa rồi. Bị anh Gấu Đỏ lừa rồi. Thôi anh cho ăn bù một miếng dưa hấu này. Miếng dưa hấu này ngọt ơi là ngọt luôn. Ngọt không? Kem dưa hấu phải gọi là số 1 luôn. Đỉnh của đỉnh luôn. Ui, làm kem dưa hấu ngon dã man anh ạ. Ngon hơn cả kem thanh long lúc nãy. Đúng rồi, ngon ngọt kem thanh long. Vậy là anh với chị Hà Sam mỗi người còn hai que kem nữa. Anh còn một que kem cà chua với một que kem hành tây. Chị còn một que kem thập cẩm và một que kem quả lư. Mùi thôi đã thấy hơi kinh dị rồi các em ạ. Que kem ăn hành mị. Nhưng anh quyết định anh sẽ cắn que kem này trước. Nếu mà không ngon thì mình còn cắn que kem cà chua. Mùi vị thế nào anh Gấu Đỏ? Các em đã từng ăn hành sống bao giờ chưa? Mùi vị nó y như thế luôn. Lại còn lạnh lạnh nữa. Ui dồi ôi, khó ăn dã man. Chắc là hăng lắm nhờ. Quay kem cà chua này vị khác hẳn luôn. Chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà ngọt nhiều hơn là chua các em ạ. Mà lại còn ngọt cả sữa nữa mà. Nói chung là quay kem cà chua này dễ ăn hơn quay kem hành này rất là nhiều lần luôn. Ăn nó ngọt ngọt, nó chua chua một chút thanh thanh ấy. Còn cái này ăn ngang ơi là ngang. Cà chua làm kem mà anh Gấu Đỏ lại bảo là ngọt á. Cho em cắn thử miếng nào. Đây này em cắn thử xem. Thơm không? Thơm nhở, thơm. Thơm mùi cà chua đấy. Thực ra là như ăn cà chua sống ấy. Nó cũng ngọt. Thế em có muốn thử que kem hành tây của anh không? Cho em thử cho nó biết. Hăng thế nhở? Ngon lắm. Thế bây giờ thưởng thức que kem của em đi. Em vừa lại đã cắn một miếng ở que kem lị ngoài rồi, rất là ngon. Ôi cắn một phát đã gần hết một que kem rồi các em ạ. Chắc là ngon đấy, cho anh thử miếng xem nào. Ngọt. Ngọt và mắt lạnh luôn các em ạ. Thế que kem thập cẩm này là có đủ các loại hoa quả luôn. Tất tất đúng không? Cho hết mà. Em sẽ cắn miếng ở trên này đầu tiên. Vì như đây là xoài với dưa hấu. Ngon dã man.
cây kem thập cẩm này, không biết là có mùi gì luôn. Mùi thập cẩm ấy, thanh long à, cà chua này, xoài này, ngoài ra còn có cả hành tây này, còn có cả... Có cả ớt thì tạo cảnh dã man luôn các em ạ. Đúng rồi, con có cả ớt, nhưng mà ớt chị sẽ để trên cùng. Tại vì chị biết anh gấu đỏ rất là ham ăn nên là chị đã cho ớt ở trên cùng, nên là anh gấu đỏ chắc chắn là sẽ xin chị. Và ăn phần trên cùng thì chắc chắn là sẽ có ớt, sẽ bị dính chửa. Ai bảo lừa chị nãy. Cay quá các em ơi, cay quá. Thôi anh không ăn nữa đâu, anh đi uống nước ơi. Đúng là đồ gậy ông đập lưng ông. Các em ơi, vậy là chị và anh gấu đỏ đã vừa làm xong một thử thách. Đó là thử thách mang tên thử làm kem với rất nhiều các loại hoa quả khác nhau. Và sau khi thưởng thức thì chị nhận ra rằng chỉ có kem xoài, kem dưa hấu, kem thanh long là ngon. Còn ngoài ra nhá, kem chanh này, hoặc kem cà chua này, kem hành tây và đặc biệt là kem ớt nữa. Đúng là món kem kinh dị luôn các em ạ. Không tài nào mà ăn nổi đâu. Video thử thách của chị và anh gấu đỏ đến đây là kết thúc rồi. Các em muốn anh chị làm tiếp thêm thử thách gì nữa thì hãy comment ở bên dưới cho chị biết nhá. Và đừng quên bấm like và đăng ký.